Đến 6 giờ sáng ngày 3 tháng 5, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, khiến 3 người thân trong một gia đình bị sát hại. Theo người dân, trước đó khoảng 11 giờ 30 phút tối ngày 2 tháng 5, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của những người sống tại căn nhà số 21/42, ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Lúc này cửa nhà đã khóa. Một lúc sau, mọi người thấy một nam thanh niên được cho là Tính, con trai của chủ nhà, mở cửa lao ra phía ngoài, trên tay cầm theo 2 con dao. Mọi người kiểm tra, phát hiện trong nhà 3 người phụ nữ đã tử vong, gồm bà ngoại, mẹ ruột và dì ruột của Tính. Hung thủ nghi gây ra vụ án là Tính đã bị bắt sau đó để điều tra vụ việc. Cũng theo những người dân tại khu vực cho biết, Tính là con trai út của gia đình. Tính không có công việc ổn định và nghi sử dụng hàng đá. Trước đó không lâu, Tính cũng đã có hành vi tương tự, gây rối trong gia đình và bị đưa về đồn công an làm việc, sau đó được gia đình bảo lãnh về. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, trong gia đình có 6 người, những người còn lại may mắn kịp tìm chỗ trốn trong nhà nên thoát nạn.